Có một bộ móng cực xinh mà lại còn ngon bổ rẻ để đón Tết ý, thì mấy bà nhớ là qua cái chỗ này nha. Đây là quán ruột của tôi ở cái chỗ Chùa Bộc nha. Và nói thật là tôi cũng hơi ngại chia sẻ vì là ở đây chỉ có một bạn chủ với cả một bạn nhân viên làm thôi. Quân số hơi ít nên là nếu mà đông quá thì tôi sợ là mấy bà ấy không có kham được. Nhưng mà gần đến Tết rồi, ai thì cũng muốn có một cái bộ móng đẹp và rẻ thôi, nên nếu mà không chia sẻ thì tôi thì tội lỗi quá. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi làm cái form tròn tròn thế này này. Thề nhá là bên này cắt form móng cực kỳ là đẹp luôn. Lần trước tôi cắt form vuông đã ưng lắm rồi mà lần này chuyển sang form tròn còn ưng gấp tỷ lần ý. Và lần nào tới đây các bạn ấy cũng test màu cho tôi ướm trước. Ví dụ như là ngày hôm nay tôi đang khá là phân vân cái màu hồng nút với cả màu nút hẳn. Test lên thì thấy cái màu nút hẳn tây vãi cả chưởng mà lại còn khá là sáng da nữa. Đây, trên bảng màu là số 11 nha. Nếu mà mấy bà thích nhạt thì có thể sơn một lớp thôi là nó cũng đã đẹp rồi. Nhưng mà do tôi làm mắt mèo, tôi thích đậm màu hơn một xíu nên là tôi sẽ sơn hai lớp, sau đấy thì sẽ có thêm một cái lớp mắt mèo ở trên nữa nha. Sơn mắt mèo kiểu ảo diệu vãi, người ta sẽ lấy cái nam châm xong rồi hơ hơ như này này. Sau đấy thì cái nhút nó sẽ dần dần hiện lên và rất là đẹp nhá. Rồi, xong xuôi thì tôi sẽ hơ tay tầm 2 lần. Xong rồi tôi còn đòi đính cham cơ vì mấy cái cham của bên này đẹp vãi cả chưởng. Nhưng mà do cuối năm phải dọn rửa nấu nướng nhiều nên là thôi, tôi cũng tem tém lại. Đây, thành phẩm đây các bà ơi. Và giá thành chỉ có hơn 100 cảnh thôi ý. 10 điểm không có nhưng nhá. Trời ơi, tôi ưng cái bộ này quá. Quán này thì cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hình như là hơi ít người biết đến thì phải. Trong ngõ 95 Chùa Bộc nha. Các bà có thể qua đây làm thử một bộ nail trước Tết nhá. Mong là clip này sẽ lên xu hướng để bà nào cũng có một chiếc nail xinh.